Thank you.
kính thưa quý vị, và trên sân khấu lúc này đây chính là bộ sưu tập áo cưới đến từ Áo Dài Canada, May Studio và MTT. Right now on the stage, the collection from Áo Dài Canada, MTT, May Studio. Kính thưa quý vị, và ngay lúc này đây xin được phép mời Miss Kelly Hồng Lê bước lên sân khấu để chúng ta thực hiện nghi thức. Good evening, Toronto. How are you feeling tonight? Thank you so much for being here with us. This is our third day and also our last day. For the past 2 months, it has been a crazy journey of all over 200 volunteers who came together from all walks of life for the same purpose and mission. We came together to celebrate the Vietnamese culture with all the world while raising awareness against human trafficking and child exploitation.